Trong những ngày này khi Đà Nẵng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, việc đảm bảo an toàn và giãn cách tại các chợ vẫn luôn được người dân lẫn tiểu thương thực hiện nghiêm túc, không chủ quan lơ là. Ghi nhận của phóng viên Thời sự sáng nay tại chợ Đống Đa. Tại khu vực cổng chợ Đống Đa, ban quản lý chợ đã phân luồng hai lối ra vào riêng biệt. Mỗi người dân khi đến chợ đều phải mang theo phiếu theo ngày. Không chen lấn xô đẩy, ai nấy đều tự giác tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Mỗi người dân cũng chấp hành đầy đủ, coi như là mình đeo khẩu trang rồi mình rửa tay sẽ sạch sẽ. Mình đeo khẩu trang, rửa tay sạch khuẩn, vô chợ phải có giấy cái nữa mình phòng về mình trước, phòng về cho xã hội. Các tiểu thương tại chợ cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Đeo khẩu trang, đeo bao tay khi mua bán, trao đổi đã trở thành thói quen của các chị em tiểu thương. Với tiểu thương chúng tôi, thì trước khi đến chợ là phải bịt khẩu trang suốt cả trong thời gian đến chợ. Thứ hai nữa là mình cũng có cái trách nhiệm, tức là nhắc nhở khách hàng, người dân đi chợ là phải khẩu trang. Và cái nếu mà có chừng vài người khách trong hàng thì mình nhắc nhở họ cũng giãn cách ra. Dẫu tình hình dịch COVID-19 đã bước đầu được kiểm soát, tuy nhiên người dân thành phố vẫn không chủ quan. Việc duy trì thói quen, nâng cao ý thức phòng chống dịch là cách tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.